Vâng, như vậy là nếu đúng theo quy hoạch thì tương lai của Hà Nội đã được vẽ lên với những gam màu tươi sáng. Và để biến những dự định ấy trở thành hiện thực thì luôn cần sự chung tay của tất cả các đơn vị, các ngành nghề cũng như người dân. Và với vai trò như là những đơn vị có bề dày truyền thống, kinh nghiệm trong xây dựng thủ đô, các tổng công ty của ngành xây dựng Việt Nam cùng với mọi người dân Hà Nội bằng nhiều việc làm hành động cụ thể để biến mục tiêu thành hiện thực, tạo hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Dự án nhà ở Kim Văn, Kim Lũ, dự án nước sông Đà giai đoạn 2, dự án khu đô thị Splendora là những cái tên dự án khá tiêu biểu của Hà Nội hiện nay mà ngay khi nhắc tới người ta sẽ nhớ ngay ra đơn vị chủ đầu tư, Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Xây dựng Việt Nam Vinaconex. Nếu với Trung Hòa Nhân Chính, Vinaconex trở thành đơn vị tiên phong trong xây dựng khu đô thị Hà Nội với nước sạch sông Đà, Vinaconex cũng tiên phong khi biến cái sự không tưởng trước đó là biến nước ở sông có thể thành nước sạch để dùng. Thì với những dự án đang được triển khai hiện nay, doanh nghiệp này đã lấy chính bề dày truyền thống và kinh nghiệm của mình để đưa ra lời cam kết về chất lượng cũng như tiến độ đã đề ra. Khắc phục cái đường nước sông Đà 2, cái đường nước sông Đà để nếu có sự cố mà cái đường nước sông Đà 1 thì vẫn cung cấp được nước ổn định về mùa hè cho bà con ở đó. Cái này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cả về thiết kế, về tài chính và những cái dự án khó đi qua sông, rồi đi qua những cái vị trí khó chúng tôi đã làm rồi. Thế bây giờ chúng tôi đang đề nghị cái cổ đông của chúng tôi thì đồng thuận để chúng tôi triển khai. Thì hy vọng là trong mùa hè kịp cấp nước cho mùa hè cho nhân dân thủ đô. Năm 2016 được xem là một năm thành công của Vinaconex với nhiều kế hoạch. Chỉ tiêu đã hoàn thành. Tổng doanh thu đạt hơn 3.385 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch, tăng 119,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 366 tỷ đồng, tăng 106,4% so với kế hoạch, tăng 119,5%. Tỷ lệ cổ tức đạt 8%, đạt 100% so với kế hoạch. Đây cũng được coi là kết quả của quá trình dài nỗ lực từ tập thể hàng ngàn người lao động. Với cái định hướng của Tổng Công ty Vinaconex trong năm 2017 và những năm tiếp theo, chúng tôi đưa ra 12 chữ, đó là đẩy mạnh sản xuất, tăng cường quan hệ và nâng cao thương hiệu Vinaconex. Với cái định hướng như vậy thì Vinaconex sẽ đẩy mạnh các công việc về xây lắp các nhà cao tầng và đặc biệt với cái đề nghị chỉ đạo của Chính phủ cũng như của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác về làm nhà ở xã hội có tính chất thương mại. Đặc biệt là chúng tôi sẽ đầu tư vào dự án Bắc An Khánh và có cái vị trí cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 10 km. Và cái giá bán chúng tôi sẽ bán từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Và chúng tôi đưa ra sắp tới vào khoảng 500 đến 1.000 căn hộ. Đặt mục tiêu tiếp tục ổn định để bứt phá. Năm 2017, doanh nghiệp đã đạt quyết tâm thực hiện tốt các giá trị cốt lõi, tiếp tục phát triển, khẳng định thương hiệu top đầu trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản, xây dựng môi trường làm việc cho người lao động, từ đó tạo hiệu quả cao trong năng suất. Có thể nói đây là bài học không mới, nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Tôi đến với cả công việc này với một niềm đam mê rất là lớn. Và thực chất là khi mà đi làm ấy thì là với những cái khó khăn ban đầu thì nói chung là cũng có những lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng mà vì niềm đam mê, vì nhiệt huyết với cả công việc thì mình vẫn sẽ phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến lên. Khẩu hiệu và phương châm của công ty Vinaconex thì là luôn luôn là cố gắng học hỏi và phấn đấu không ngừng để làm sao nó trau dồi được kiến thức và để nâng cao được và đưa nền xây dựng của Việt Nam lên một tầm cao mới. Rất là xúc động về công đoàn công ty cũng như ban lãnh đạo công ty cũng đã quan tâm đến đời sống của toàn bộ anh em cán bộ cũng như công nhân viên, đã phần lương và phần thưởng cũng đã chuyển cho anh em, và còn cái phần nhân công thì cũng sẽ giải quyết, và anh em năm nay thì cũng rất mừng là Tết sẽ được về sớm sum họp cùng với gia đình. Ai đó đã khẳng định nếu có xếp thứ tự về sự đóng góp của các doanh nghiệp, Tổng Công ty Xây dựng trong công cuộc xây dựng Hà Nội thì có lẽ cái tên Tổng Công ty Vinaconex sẽ xếp hàng đầu, ra đời và lớn mạnh từ đất thủ đô. Những công trình đầu tiên cũng xuất phát từ đất thủ đô và số lượng công trình nhiều nhất cũng ở đất thủ đô. Ấy thế nên, đối với những người trong nghề,
thì Vinaconex khi xây dựng Hà Nội vừa là cái duyên nhưng cũng là niềm tự hào. Và khi mùa xuân mới đã về, từ những gì đã làm được, người ta đặt hy vọng ở đơn vị này trong việc góp phần thực hiện hóa quy hoạch Hà Nội bắt đầu ngay từ bây giờ.